giang khê và hoa kim thành quen nhau được ba năm sau nhiều lần hiểu nhầm rơi vào chiến tranh lạnh cuối cùng vì quá mệt mỏi cả hai đều quyết định chia tay hai năm sau giang khê được anh trai trông con hộ đang lúc cháu cái một tuổi rưỡi nghịch điện thoại của cô thì không may lỡ tay gọi video cho hoa kim thành bé cháu nhìn người đàn ông đang đi xe mắt trong video rồi ngọt ngào gọi một tiếng bố ơi hoa kim thành thản nhiên nói hôm nay bị gắn cho cặp rừng Câu chuyện tình yêu gương vỡ lại lành, vô cùng hài hước, thú vị này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe chọn bộ truyện ngôn tình hấp dẫn này trên kênh youtube Top Chuyện Hay qua giọng đọc của MC Lan Chi. Sân mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như nhấn vào đăng ký kênh để tiêm chuyện có thêm động lực, sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc quý vị có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện nhé. Giang Khê được anh trai trong con hộ, cô lại để cho con bé nghịch điện thoại. Sau đó, con bé mở khóa điện thoại, trùng hợp thế nào lại ấn gọi video cho tình cũ của cô. Đôi lúc cô nghĩ mọi rắc rối trên đời này thật ra cứ mặt dày là có thể giải quyết được hết thầy. Ví dụ như hiện tại, tình cũ chia tay được một năm rưỡi, đang mặt đối mặt với cô qua màn hình điện thoại. Anh ta ăn mặc bánh bao rất ra dáng, trông còn đẹp trai hơn xưa. Còn cô thì tăng lên được 5 cân, đầu tóc xối bù, một ít ớt bột do ban nãy ăn cà rán vẫn còn dính trên khóe miệng. Nếu như nhiều năm sau cô và anh gặp nhau, dù thế nào cũng phải mời nhau một bữa ra trò. Nhưng không ngờ lại là gọi nhầm điện thoại như thế này. Hoắc Kim Thành lạnh lùng đến lạ, anh hờ hững lên tiếng. Đứa bé đó là con ai đấy? Giang Khê xấu hổ. Cái này còn phải hỏi sao? Cô và anh chia tay được một năm rưỡi. Tính thế nào thì đứa bé này cũng không thể là con của anh. Anh Hoác, buổi xem mắt hôm nay tôi... Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ từ đầu bên kia vọng tới. Hoác Kim Thành giơ tay lên, làm động tác im lặng. Giang Khê giữ người, không còn căng thẳng nữa mà ngồi im ra vẻ bình tĩnh. Đứa trẻ này, tất nhiên, là con anh rồi. Kéo đưa cháu gái trông có nét hào hào giống cô lại. Giang Khê bế con bé lên, rồi dưng dưng. Con yêu, gọi bố đi. Hoác Kim Thành mỉm cười, rồi chậm rãi nói. <laughs> thế tôi là người bố thương mấy của con bé đấy. Trông thấy áo khoác của người phụ nữ ở một góc màn hình giang khê trột dạ, hắn giọng nói, <laughs> đây thực sự là con gái ruột của anh, anh đừng có mà phủi tay không nhận. Hoắc Kim Thành trong video đang nới lỏng cổ áo, ngắm bắn từ xa, đây hạt này mơ mà. cô còn chưa kịp trả lời, thì anh lại bồi thêm một câu, hôm nay xương thật là dài đấy. Quả nhiên, Hắc Kim Thành vẫn là Hoắc Kim Thành, đừng nhìn vào vẻ bên ngoài quân tử ấy của anh. Thực chất bên trong, anh lại là một tên lưu manh đấy. Giang Khê nhìn vào màn hình điện thoại, thẫn thờ không thốt nên lời. Một lúc sau, đầu bên kia vọng tới giọng nói yếu ớt của một người phụ nữ. Anh Hoắc, tôi xin phép hỏi một chút, đây là con của ai vậy? Hoắc Kim Thành mỉm cười rồi thản nhiên nói. <laughs> Cô đừng có để ý, là bà cô hàng xóm gọi nhầm điện thoại thôi." Anh vẫn cầm điện thoại nhưng lại không cúp máy. "Cô muốn uống nước trái cây phải không? Quán này không có đâu, lát nữa tôi đưa cô lên tầng 5 để uống nhé." Người ngồi đối diện mỉm cười gật đầu. Anh Hoắc đúng là một người chu đáo quá. Là bạn gái cũ, Giang Khê cảm thấy mình rất tốt, Hoắc Kim Thành không yêu cô, anh vẫn luôn coi cô như trò chơi, chơi đùa tình cảm của cô. Thậm chí, chia tay cũng là chiến tranh lạnh, lúc rời đi cô cũng không khóc lóc ở Mỹ, vẫn giữ lại mặt mũi cho anh. Nhưng đã không gặp thì thôi, gặp rồi thấy anh sống tốt như thế, sao cô lại khó chịu vậy nhỉ? Bà cô ư? <laughs> Được lắm, kẻ nào lăn lộn trên giường với một bà cô vậy? Hoắc Kim Thành, anh đúng là ngày càng bị ổi. Nhớ lại ngày trước, lúc đến tháng bị đau bụng, cô có nhờ Hoắc Kim Thành mua nước trái cây cho mình. Nhưng anh lại hờ hững nói nước trái cây không tốt cho sức khỏe nên đã từ chối cô. Gì mà trên tầng 5 có nước trái cây, còn dẫn cô ấy đi uống, chơi cô phải không? Vừa đẹp, hôm nay cô có thể báo mối thù lần trước rồi. Hoắc Kim Thành nói trong điện thoại, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi cúp máy đây. Như em thấy đấy, hiện giờ tôi... Kim Thành, Giang Khê lên tiếng cắt lời anh. Trên màn hình điện thoại, cô và anh đang bốn mắt nhìn nhau. Em biết, anh không thích con gái. Anh vẫn luôn mong mỏi có một đứa con trai. Nhưng tại anh không được. Thụ tinh ống nghiệm mãi, chúng ta mới có một đứa con gái. Anh định vứt bỏ em và con như thế à? Nói xong tiếng khóc của cô mỗi lúc một lớn. Cháu gái thấy Giang Khê khóc thì cũng mếu máu. Hai cô cháu làm y như thật vậy. Giang Khê khóc mãi, nhưng Hoắc Kim Thành vẫn không có động tĩnh gì. Anh chỉ nhìn cô, đôi mắt như biết cười. Nhưng người kia đã không ngồi yên được nữa. "Anh, anh Hoác à, tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước đây." Hoác Kim Thành ngẩn người, anh không giải thích cũng không níu kéo mà chỉ lịch sự nói, "Hôm nay để cô cười chê rồi, hôm khác tôi sẽ đến nhà tạ lỗi với cô và bác." Sau khi cô ấy rời đi, Giang Khê lau nước mắt, hai lòng nằm lên gối của mình, cầm miếng gà rán còn đang ăn dở lên để ăn tiếp. Cháu cái vẫn còn cầm điện thoại, nhìn Hoắc Kim Thành rồi gọi bố ơi, bố ơi. Giang Khê nghĩ bụng, anh trai nuôi được đứa con vô lương tâm, thấy người đẹp cái là như bị hấp hồn vậy, ngay cả bố đẻ cũng không nhận. Không lâu sau, Hoắc Kim Thành hỏi cô, con ngon không? Giang Khê gật đầu, cũng được đấy. Anh nói, vậy thì ăn nhiều thêm một chút nhé. Câu nói này rất dịu dàng, giọng điệu rất tốt, không phải là quá tốt mới đúng giang khê lạnh sống lưng đang định cúp máy thì nghe thấy tiếng của Hoắc kim thành ăn xong tôi đến đón em và con gái về nhà nhé miếng gà sán cô đang ăn dở rơi vào trong bát người ở đầu bên kia dịu dàng cười nói <cười> một hộp đủ không thế thêm một hộp nữa nhé vị gì hay là thêm cay nhé trông anh có vẻ như rất kiên nhẫn hỏi từng câu một con gái muốn ăn gì nào cháu gái nhỏ cầm điện thoại nước miếng chảy dài a à, bố ơi giang khê nhanh chóng bịt miệng con bé lại bố này không thể gọi được nữa cứ gọi thế này đây đều là gương mặt không đáng tiền của cô con đó Hoa kim thành trong video vẫn đang nhìn cô ánh mắt đượm ý cười giang khê lạnh sống lưng sao cô lại quên được biết rõ Hoa kim thành là con cún khó chọc không phải hạng quân tử gì ăn hai miếng gà rán là cô mụ mị đầu óc luôn rồi ơ ờ thì anh hoác giang khê đưa tay lên quệt đi vết dầu dính lên trên miệng trông có vẻ là trang trọng một chút xin lỗi nhá đứa trẻ không phải là con của anh đâu ban nãy tôi chỉ lừa anh thôi ai bảo anh đang nói được một nửa thì lại bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của hoa kim thành cô giật mình tóm lại cái kia đối diện anh cô lại thấy hơi sợ coi như chúng ta hòa nhau chẳng phải anh cũng từng phá buổi đi xem mắt của tôi sao hình như anh không nghe thấy những gì cô vừa mới nói gọi anh hoác gì chứ ban nãy tôi nghe em gọi tôi một tiếng Kim Thành, rất là dễ nghe mà. Với tính cách lưu manh trước sau như một này, Giang Khê nghiến răng cười nói. Đã bảo đứa trẻ không phải là con của anh rồi cơ mà. Hoa Kim Thành không nghe, anh nhìn về phía cháu gái, búng tay một cái, chọc cho con bé cười vang. Ban nãy, con bé nó gọi tôi là bố đấy nhá. Con gái lớn như quả bom nổ chậm, nhìn dáng vẻ say mê của cháu gái, cô hít một hơi thật sâu. Lời con trẻ không có đáng tin đâu. Hoắc Kim Thành ở bên đầu bên kia đứng dậy mặc áo, sau đó anh bình tĩnh cười nói với cô. <laughs> Nửa tiếng sau tôi đến đấy. Cúp máy, cô giữ người một giây, sau đó vội bế cháu gái lên mặc quần áo cho con bé. Bố Giang cầm điều khiển chạy từ phòng ngủ ra. Con đi đâu đấy? Đi trốn ạ. Giang Khê nói, ông ngạc nhiên. Thế con chọc phải ai rồi? Chó điên ạ. Bố Giang nhát gan, ông sợ hãi nói. Cậu ta biết nhà mình, có phải bố cũng nên trốn đi không nhỉ? Dạ. Đầu óc choáng váng, lúc cô và Hoắc Kim Thành quen nhau, anh cũng không biết nhà cô ở đâu. Cháu cái keo góc áo cô rồi nói, Bé, bé. Giang Khê cởi quần áo cho con bé, rồi mỉm cười vui vẻ. Ngoan nào, cô nhỏ dẫn cháu đi ăn gà rán nhá. Nằm trên giường khoảng chừng 2 phút, cô lấy điện thoại cũ của mình ra, vừa sạc pin là mở được ngay. Trong điện thoại, Cô trông thấy lịch sử tin nhắn cho chuyện của mình và hoa Kim Thành bỗng dưng chìm trong im lặng. Anh yêu, có đó không? Anh yêu, em biết lỗi rồi. Anh yêu, em bị thương rồi, tim có vấn đề, nhưng anh yêu đừng lo, do nhớ anh đâu mà. Anh yêu, gà rán ngon lắm, nhưng anh còn ngon hơn đấy. Anh yêu, em biết lỗi thật rồi mà. Anh yêu, hoa Kim Thành không trả lời lấy một câu, cả một loạt thông báo tin nhắn không gửi được do tài khoản bị chặn cứu với ngón chân cô đang định vận động thì tiếng gõ cửa cắt ngang mẹ giang đứng ngoài cửa vừa đập vừa hét giang khê cái con nhóc này còn không mau ra mở cửa đi chết mất cô lao từ trên giường xuống mài xem lịch sử trò chuyện nên cô quên luôn câu chuyện xuống dưới nhà đón mẹ con đây ạ à? cháu gái lẽo đẽo theo sau cô bị bô trông trở vào mày mẹ sắp chết mệt rồi đây này giang khê chột dạ cầm lấy túi đồ trong tay mẹ mở miệng đã lý do ly chấu. Bà nãy còn bận nói chuyện điện thoại với đối tượng xem mắt mà. Tiếng bước chân đằng sau im bặt, mẹ Giang hỏi thêm. Là người nào? Là cái anh tháng trước, cao 1 m tám, vai rộng hông nhỏ, trông rất đẹp trai đó ạ. À? Bỏ đồ xuống, cháu gái nắm lấy ống quần cô. Bố! Bố! Đang lúc cô cảm thấy kỳ lạ, cháu gái bị sao vậy? Kết quả vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy một gương mặt đẹp trai ngút trời bỗng xuất hiện ngay trước mặt mình. Hoắc Kim Thành hững mất một nhịp, cháu gái mỉm cười, loạn trọng chạy đến nắm lấy ống quần của anh. Bố, bố ơi, bố ơi! Người đàn ông bỏ đồ trong tay mình xuống, anh mỉm cười cúi người bế nhóc con lên, giống như cha hiền con thảo vậy. Còn cô thì đầu bù tóc rối, đi chân đất, đang há hốc miệng mở to mắt ra nhìn. Ôi chao Giang Khê, con trông con bé kiểu gì thế này? Mẹ Giang chạy từ phòng bếp ra bế cháu gái. Tiểu Hoắc còn chưa kết hôn, không được gọi linh tinh. Hoắc Kim Thành mỉm cười dịu dàng. <cười> không sao đâu ạ, chắc là cháu và đứa trẻ này có duyên với nhau đấy. Trời đất, gặp ma rồi sao? Hoắc Kim Thành, quả nhiên anh tới đây tìm cô để báo thù. Thấy cô cứ đứng như trời trồng, mẹ Giang lên tiếng thúc giục. Còn không mau đi thay quần áo, rồi rót nước cho tiểu Hoắc đi. Vừa nãy mẹ bị ngã ở trước cổng trung cư, may mà có tiểu Hoắc đưa mẹ về đấy. Giang Khê ấp úng lên tiếng, Tiểu Hoắc ư? Tiểu Hoắc nhìn cô gật đầu rồi lịch sự nói với cô. Chào em Giang, tôi họ Hoắc, năm nay 27 tuổi, chắc là tôi lớn tuổi hơn em đấy, em cứ gọi tôi là anh Hoắc được rồi. Anh Hoắc gì cơ? Anh Hoắc cái đầu anh ý, cô lườm anh rồi quay người bỏ đi. Giọng nói vui vẻ của Hoắc Kim Thành từ phía sau vọng tới. Em Giang, mang dép vào đi. Giang Khê về phòng thay quần áo, Lúc đi ra, đứa cháu không có lương tâm kia của cô đã ôm chặt lấy người ta không buông rồi. Cô thấy không vui lắm. Nhóc con không có lương tâm, mới gặp nhau có một lần mà đã bị mê hoặc rồi sao? Mẹ Giang ngồi bên cạnh cười tươi như hoa. Tiểu Hoác à, để cháu cười che rồi, bình thường nhóc con toàn do Giang khê trông, con bé, nó cũng nhớ bố rồi. Tiểu Hoác nghe xong, đôi mắt anh run lên. Không chỉ Tiểu Hoác mà sống lưng của cô cũng cứng đờ. Mẹ Giang là một người rất biết cách nói chuyện, bà thật là biết chuyện mà nói quá. Một mình cô ấy ạ, à? hoặc Kim Thành nói càn từng chữ. <laughs> Về cuộc hôn nhân thất bại của anh trai, bỗng dưng mẹ Giang lại không muốn nhắc đến nữa. Không bảo nổi, không bảo nổi, bố của con bé à, không trông mong gì được. Thôi bỏ đi, để bác bổ dưa cho cháu ăn nhá. Để Giang Kê ngồi đây chơi với cháu. Phòng khách lại chìm trong yên lặng, đắng miệng. Cô giơ tay lên với nước trên bàn trà. Hoắc Kim Thành giơ tay chặn trước mặt cô, giọng điệu nhẫn nhịn. Để tôi. Uống nước xong, cô bất giác quay người lại thì bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh đang nhìn mình của người đàn ông. Cô cạn lời nói. Không phải chứ, anh đang nghĩ cái gì vậy? Hoắc Kim Thành bỗng ôm chặt lấy đứa trẻ. Đứa trẻ này, thật sự là con của tôi sao? Giang Khê khóc không ra nước mắt, mở to mắt nói. Làm ơn đi, con bé là con của anh trai tôi, tôi là cô của con bé mà. Người nào đó chìm trong im lặng. Giang khê đoán hẳn là anh đang tính số lần hai người bọn họ bên nhau trước lúc chia tay và cả tuổi của bé xoài nữa. Giang khê, thật ra tôi... Hoắc Kim Thành đang nói thì bị mẹ Giang ngắt lời. Nào nào, tiêu Hoắc lại ăn dưa đi cháu. Vì không muốn rời khỏi vòng tay của Hoắc Kim Thành nên xoài nhỏ đã ngồi lên đuổi anh. Anh nhìn cô, định nói rồi lại thôi. Sau đó, anh đã cẩn thận đút dưa hấu cho xoài nhỏ ăn. Nhìn cảnh tượng trước mặt, đúng là trông giống hai cha con thật. Mẹ Giang hấn hở cười, không khép được miệng. Đột nhiên, bà quay đầu sang hỏi. Tiểu Hoác năm nay 27 nhỉ, cháu đã lấy vợ chưa? Giang Khê bỗng dưng căng thẳng, sau đó nghe thấy giọng nói bình tĩnh như nước của anh vang lên. Vẫn chưa ạ, nhưng mà sáng nay cháu mới đi xem mắt. À, ra là vậy. Cô không biết mẹ Giang còn ôm hy vọng gì nữa buổi xem mắt thế nào, cháu có ưng người ta không? Đúng như dự đoán, Hoắc Kim Thành nhìn thẳng vào mắt cô, khóe miệng cong cong. Bị bạn gái cũ, quậy tanh bành rồi ạ. Mẹ Giang vỗ đùi ké đẹt. Ôi chào, sao cô gái này lại không hiểu chuyện tẹo nào vậy? Nghe thì có vẻ tiếc đấy, nhưng rõ ràng cô đã trông thấy nụ cười không thể nào giấu nổi trên gương mặt bà. Nếu như con bác mà làm ra loại chuyện này, nhất định á, bác sẽ dạy dỗ nó lại đàng hoàng, làm cái trò gì thế nữa không biết. Nhìn mẹ, khóe miệng cô giật giật, sống lưng lạnh toát. Gà, gà, gà rán vẫn còn, cũng sắp nguội rồi, con về phòng trước đây. Bỏ lại ba người, cô chuồn về phòng trước. Mẹ giang đứng hình, ở phía sau, bà nói đỡ cho cô. Còn nhóc nhà bác lỗ mãng, không lễ phép. Cháu đừng để ý nhá. Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, cô đã nghe thấy Hoác Kim Thành cười nói. <cười> dạ không sao đâu ạ, à, cô ấy vẫn luôn như thế mà. Ngồi trên giường, cô vẫn còn rất sợ. Hoắc Kim Thành à Hoắc Kim Thành, đúng là luôn biết cách làm người ta lo lắng. Nhìn lại lịch sử trò chuyện của cô và Hoắc Kim Thành, cô thẫn thờ. Cô và Hoắc Kim Thành, những cái khác thì không có, chứ lịch sử trò chuyện thì có thừa. Kể ra cũng hơi buồn cười, hai người bọn họ là quen nhau qua mạng, cười chết mất. Không biết từ khi nào Hoắc Kim Thành đã bế xoài nhỏ đến rồi mở cửa phòng ra. Giang Khê ngừng phát đấu lên, sắc một tiếng. Đau cổ, Đúng là mất mặt, mẹ Giang mở cửa cho mất mặt vào, mất mặt đến tận nhà luôn rồi. Hoắc Kim Thành thả xoay nhỏ xuống, anh đi tới giơ tay, sờ lên cổ cô. Đứng im đi. Giọng anh vẫn luôn rất dễ nghe, vừa trầm vừa thấp, như xuyên qua màng nhĩ, chạm đến trái tim của cô vậy. Giang Khê nắm lấy cổ áo anh với một tư thế rất mất tự nhiên. Tuy Hoắc Kim Thành không phải là bác sĩ, nhưng nghe nói hồi nhỏ anh đã từng học đánh đấm, chút chuyện nhỏ này anh vẫn có thể giải quyết cho cô được. Vội gì chứ? Anh vừa nắn vừa lầm bầm. Cái tính hậu đậu này của em vẫn không chịu sửa. Nếu như không có tôi ở đây, em ra ngoài là xác sống đấy. Không hy vọng nên cũng không thất vọng do năm lần bảy lượt mất mặt trước mặt anh sang Khê nghiến răng nói biến thành xác sống người tôi cắn chết đầu tiên sẽ là anh đấy lòng bàn tay anh ấm áp lại dùng lực vừa đủ hình như là cô cô đã thoải mái hơn trước rồi em thích cắn sao thì tùy em xoài nhỏ vịn tay vào khung cửa rồi cười vui cắn 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 <laughs> đúng là nhóc con không có tiền đồ em thử cử động xem hoắc kim thành đứng thẳng dậy anh đứng ở trên cao nhìn xuống cô giang khê thử quay đầu anh đúng là có bản lĩnh ban nãy còn không dám động đậy giờ thì có thể cử động thoải mái được rồi được rồi đấy giang khê hắng giọng hai người ra ngoài chơi đi hoắc kim thành khoanh tay tựa người vào tủ rồi bỗng dưng bật cười. Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt sáng rực. Lợi dụng xong rồi đá đi hả? Đến một tiếng cảm ơn cũng không có. Giang Khê chẳng buồn đói hoài đến anh, đột nhiên nhớ tới một chuyện, cô mặt lạnh rồi hỏi. Anh tới nhà tôi làm gì? Muốn tính sổ với tôi à? Sao anh biết nhà tôi ở đây? Anh nhìn sang chỗ khác, sau đó rất tự nhiên bỏ qua câu hỏi phía trước mà chỉ trả lời câu hỏi sau cùng. Không biết, chỉ là trùng hợp thôi. Ồ, không biết tại sao trái tim cô lại đập loạn nhịp, anh đúng là khéo trùng hợp. Hình như Hoắc Kim Thành đang nhìn vào chiếc điện thoại trong tay cô, cũng không trùng hợp bằng em đâu. Anh sẽ không cho rằng cô vẫn còn nhớ nhung anh, rồi cố tình gọi nhầm điện thoại đấy chứ. Sau đó anh lại nói, "Vẫn đang xem nhật ký trò chuyện giữa chúng ta đấy hả?" Giang Khê giấu chiếc điện thoại cũ ra sau lưng, rồi nghiêm túc gật đầu, "Không có." Hoắc Kim Thành gật đầu, định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Một lúc sau, ngón chân của cô vẫn còn đang xấu hổ quặp lại. Ờ thì... Ờ thì... Hai người bọn họ nhìn nhau, rồi đồng thanh. Anh cũng chẳng thèm nhường cô, mà trực tiếp cướp lời. Con là con anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con. Thật ra, anh... Giang Khê kiễng chân, vỗ lên vai anh. Hay là anh đi làm giám định ADN trước đi. Đàn ông mà tin người quá, thì không phải là chuyện tốt đâu. Hoắc Kim Thành ngẩn người, vẻ mặt của anh bắt đầu trở nên khó coi anh nhíu mày lại như thể không dám tin. Con không phải con anh ư? Anh là một người thông minh nhưng đôi lúc lại rất cứng đầu. Cô đau đớn cục ngã. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi không nên nói đùa với anh. Con bé là con của anh trai tôi, không phải là con của anh đâu. Có lẽ lần này giọng điệu của cô quá đỗi nghiêm túc. Bốn mắt nhìn nhau, im lặng một lúc, hoa Kim Thành vẫn luôn nhìn cô không nhúc nhích. Lúc cất tiếng, giọng anh hơi khàn. Giang Khê, chúng ta hẹn hò hai năm em chưa từng nói với tôi là em có anh trai mà giang khê cúi cả mặt xuống âm thầm nắm chặt tay lại cảm giác lung túng và im lặng nhất thời này như kéo hai người bọn họ trở về cách ngày hai đứa bên nhau những cuộc cãi vã và lặng lẽ kìm nén một lúc sau hoa kim thành mới lấy một sợi tóc của xoài nhỏ rồi cẩn thận gói lại bằng giấy vệ sinh lúc bé con bé ra đến cửa phòng đột nhiên anh quay ngoắt người lại nhìn gương mặt đột nhiên phóng đại trước mặt mình, cô không biết nói gì, vô cùng bực bội. Nhân lúc cô nhắm mắt, anh nhổ lấy một sợi tóc trên đầu cô. Đau quá! Giang Khê trợn mắt đơm hoắc kim thành cho đến khi anh biến mất sau cánh cửa. Ngồi ngoài phòng khách chơi thêm một lúc, mẹ Giang tiễn hoắc kim thành ra cửa. Xoài nhỏ biện dịn, không muốn anh đi. Con bé khóc lóc, nước mũi nước mắt chảy dài. Cô đi ra bế con bé từ tay anh. Có phải là bố cháu đâu? Trông cháu kìa không nhìn ra Hoắc Kim Thành đang vui hay đang buồn, anh nói, "Con bé nó còn nhỏ mà. S anh coi mình là cha hiền thật đấy à?" "Ôi chao, tiểu Hoắc à." Mẹ Giang vội bước tới nắm tay Hoắc Kim Thành, "Hôm nay cũng may là có cháu đấy, nếu như không có cháu, chắc là bác phải vào viện nằm rồi." Tiểu Hoắc mỉm cười lịch sự, "Bác không sao, là tốt rồi ạ. Rảnh rỗi thì tới nhà bác chơi nhá, nhà cháu cách đây có xa không?" Hoắc Kim Thành gật đầu, "Rảnh rỗi cháu sẽ tới chơi ạ." gần đây cháu cũng đang tính mua một căn ở đây. Mẹ Giang cười tít mắt, còn cô thì âm thầm quặp ngón chân lạnh. Giang Khê chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Hoắc Kim Thành lại có thể dùng thân phận bạn trai cũ giành được sự yêu quý của mẹ Giang nhiều đến như thế. Cuối cùng cũng tiễn được Hoắc Kim Thành đi, Giang Khê thở dài. Mẹ Giang nói cô không hiểu chuyện gì cả, cả đời này đừng hòng lấy được chồng, Cô nói con không lấy chồng nữa, mẹ lại nói với cô, thằng nhóc hoác kim thành này cũng được. Ra đầu cô tê dần, trả lời lại mẹ. Biết người biết mặt, nhưng không biết lòng đâu mẹ ơi. Mẹ Giang lầm bẩm Nói như thể là con hiểu người ta lắm vậy. Giang khê nghĩ thầm, hai người bọn họ đã ngủ với nhau nhiều lần như thế. Không biết có được tính là hiểu hay không nhỉ? Buổi tối, nhìn xoài nhỏ chạy loang quang trước mặt mình, suy nghĩ của cô cũng theo đó mà bay xa. Những dấu chấm than trong khung chat đã đánh dấu chấm hết cho chuyện tình giữa cô và Hoắc Kim Thành. Vào một năm rưỡi về trước, tuy là không biết sau này anh đã âm thầm thêm tài khoản lại cô từ khi nào. Hoắc Kim Thành, Hoắc Kim Thành, Giang Khê lầm bầm cái tên này trong lòng, thấy người hơi nóng. Đang mải suy nghĩ thì điện thoại bỗng rung lên. Giang Khê lướt nhìn, suýt chút nữa là đã quăng điện thoại đi. Trên màn hình, Hoắc Kim Thành gửi hình trái tim cho cô giang khê thử trả lời lại bằng một dấu hỏi chấm hoa kim thành nhắn lỡ tay hình rất đáng yêu giờ nó sẽ là của tôi hoa kim thành nói tùy em đấy chẹp chẹp nhìn xem nhìn em cái dáng vẻ lạnh lùng này không hồ là cái đồ market hoa kim thành ba ngày sau đó cô cũng không gặp lại hoa kim thành nữa giang khê đoán chắc là đã có kết quả xét nghiệm adn rồi cô và hoa kim thành cũng chỉ đến đây thôi một lần ầm ý cũng không thể thay đổi được gì. Tối ấy, cô cũng nhận được một tin nhắn khác. Tưởng Phi nói, Tiểu Khê, em rảnh không, xuống nhà đi, mẹ bảo anh mang đặc sản sang biếu bác gái đấy. Do sự hồi lâu, cuối cùng cô vẫn xuống nhà. Dưới ánh đèn đường mờ, Tưởng Phi thấy cô thì khoác áo cho cô. Giang Khê hơi xấu hổ. Ngày trước, mẹ có sắp xếp cho cô và Tưởng Phi đi xem mắt. Nhưng cô luôn cảm thấy người ta quá giỏi giang, mình không xứng nên đã khéo léo từ chối vài lần đến giờ vẫn còn thấy anh ấy nuôi hy vọng đây là đặc sản của bác em cầm lấy đi mấy thứ khác đều là quà anh chuẩn bị cho em đấy giang khê nhận đặc sản những thứ khác thì không cầm tưởng phi phối hợp nhoẻn miệng cười tiểu khê tưởng phi giang khê ngắt lời anh ấy cảm ơn anh nhưng những thứ này đắt quá em không thể nhận được em từng nghĩ nhiều bạn bè đi chơi về cũng sẽ mua quà cho nhau mà Giang Khê cho mày đang định lên tiếng từ chối. Trước mắt có một bàn tay thon dài nhận lấy đống quà đó, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười, khiến mọi thứ đều trở nên yên lặng. Người ta cũng nói là bạn bè tặng quà cho nhau rồi, em cứ nhận lấy đi, lần sau anh sẽ trả lễ cho em. Giang Khê cứng ngắc ngoái đầu lại nhìn, vừa khéo đối diện với ánh mắt đang nhìn xuống của Hoắc Kim Thành. Hoắc Kim Thành ba ngày không gặp, anh đang cười, ung dung vênh vênh váo váo. Tưởng Phi tái mặt, anh ấy hết nhìn cô rồi lại quay sang nhìn Hoắc Kim Thành. Tiểu Khê, em có bạn trai rồi sao? Giang Khê nhất thời giữ người. Ờ. Hoắc Kim Thành đút tay vào trong túi, anh lấy bao thuốc ra rồi dành lời nói trước. Tôi không phải là bạn trai của cô ấy đâu. Giang Khê thở phào, sau đó lại nghe tiếng bật lửa cùng với giọng nói của Hoắc Kim Thành. Tôi là bố của con gái cô ấy đấy. Cương mặt cũng được coi là bành bao kia của tường phi máu sạch. Anh ấy lắp ba lắp bắp nói, Tiểu Khê, em... em có con rồi sao? Giang Khê lườm Hoắc Kim Thành cắn răng nói. Em không... Hoắc Kim Thành mỉm cười, anh hít một hơi rồi rất tự nhiên vỗ nhẹ lên đầu cô, hệt như ngày trước an ủi một cách bất lực. Em không, em không, em chỉ là đùa thôi, em không có con. Nhìn dáng vẻ cá chớn đó của Hoắc Kim Thành, cô thầm nghĩ, anh cố tình. Giang Khê nhanh chóng quay sang nhìn Tưởng Phi, Tường Phi, để hôm khác em giải thích rõ ràng chuyện này với anh nhé. Hôm nay anh có thể cho em chút không gian riêng để em xử lý ân oán cá nhân được không?" Tường Phi định nói gì đó lại thôi, do sự một lát, cuối cùng anh ấy vẫn gật đầu đồng ý. "Được, anh sẽ đợi em đấy." Sau khi Tường Phi rời đi, Hoắc Kim Thành ngồi lên bồn hoa ven đường. "Đây không sống với Hoắc Kim Thành sẽ làm lắm." Giang Khê hung dữ giơ tay lên hỏi anh. "Anh có ý gì? Anh bị điên à? Anh bao nhiêu tuổi rồi?" thích gây sự đến nghiện rồi sao? Tôi cũng chỉ phá buổi xe mắt của anh thôi, anh có cần phải thế không? Hoắc Kim Thành bình tĩnh hút thuốc, anh ngẩng đầu lên nhìn cô rồi cười nói. Oan quá, tôi thấy em không thích người ta, còn rứt ra được nên mới giúp một tay thôi. Còn về chuyện lần trước, anh ngập ngừng đổi sang cách nói khác. Em cũng đã nói, em cũng phá buổi xe mắt của tôi, coi như chúng ta huề nhau nhé. Đó là lúc cô và Hoắc Kim Thành chia tay, mẹ giang đưa cô đi xe mắt cô định bụng sẽ đuổi đối tượng xe mắt của mình đi đâu ngờ hoắc kim thành lại ngồi ngay phía sau cô anh cười cười nói nói với bạn của mình ngày hôm ấy là tháng thứ hai hai người bọn họ chiến tranh lạnh rồi mất liên lạc anh ôm dung đi từ phía sau tới bình tĩnh ngồi ở bàn bên nói một câu mắt nhìn vẫn kém như thế cũng không biết em ưng cậu ta ở điểm nào nữa lúc nói câu này hoắc kim thành đang nhìn cô Giang Khê kích động, cứ nghĩ anh định nối lại tình xưa với mình. Nhưng chưa đến hai giây sau, anh chàng ngồi đối diện đã đứng dậy vỗ vai Hoắc Kim Thành rồi ngượng ngùng nói. Kim Thành, cậu cũng ở đây à? Hoắc Kim Thành không trả lời anh, bình tĩnh để lại một câu. Đi thôi. Thì ra hai người họ quen nhau. Tối đó chàng trai trong buổi xe mắt kia đã nhắn tin cho cô. Tiểu Giang à, Kim Thành cậu ấy nói... Anh ta không viết những lời sau đó ra, nhìn điệu bộ này, hư hoắc kim thành, nói xấu sau lưng cô. Vốn dĩ cũng không có ý định xem mắt, cô chỉ nói qua loa vài ba câu cho qua chuyện. Thật ra lòng cô như đài gương sáng, trong suốt hai năm hẹn hò với Hoắc Kim Thành, anh không giống một kẻ thích đâm chọc như thế. Nhưng mà, vậy nên, mãi lâu sau, sau khi nghĩ xong chuyện này, lòng cô lại ngồn ngang chăm mối. Hoắc Kim Thành là một người thông minh, anh rất biết cách nắm bắt thời cơ, lúc này anh mỉm cười với cô, giọng điệu ôn tồn ấm ức. Đứng dưới nhà em mấy tiếng, anh mệt quá. Giang Khê lườm anh, anh đứng ở đây làm gì, ai bảo anh đứng? Hoắc Kim Thành thản thắn bày tỏ, anh nhớ em. Huyệt thái dương của cô nhòi nhói, cô quay mặt sang chỗ khác, hơi trột dạ và nói, có kết quả xét nghiệm rồi hả? Ừ, vậy anh còn tới đây làm gì, mau đi đi. Không có câu trả lời, Hoắc Kim Thành mỉm cười bất lực. Giang Khê, sao em lại nổi giận với anh như thế? Giang Khê cười nói, anh làm chuyện gì, anh phải tự hiểu chứ. Mãi lâu sau, cũng không có tiếng trả lời. Giang Khê lén lén ngước mắt lên nhìn Hoắc Kim Thành thì lại trông thấy anh đang ngẩng đầu lên ngắm trăng. Giang Khê! Đột nhiên anh gọi tên cô. Giang Khê quay đầu lại, đối diện với ánh mắt u tối của anh. Giang Khê! Hoắc Kim Thành nói, trong suốt một năm rưỡi qua, có khi nào em từng nhớ đến anh không? Cô chăm chú nhìn anh, mãi lâu sau cũng không lên tiếng. Khi nhớ lại câu nói này, cô đã ngồi ngẩn người trong phòng được nửa tiếng đồng hồ rồi. Mở tin nhắn của Hoắc Kim Thành ra, do dự mãi, muốn nhắn gì đó, nhưng lại không muốn nhắn. Chỉ muốn nhìn xem, nhưng lại không muốn chỉ nhìn xem. Sau cùng, cô ấn vào trang cá nhân của Hoắc Kim Thành. Ngày 25 tháng 12 năm ngoái, trên trang cá nhân của anh chỉ có một bức ảnh là một vé xem phim thư tình. Ngày cô và Hoa Kim Thành chính thức hẹn hò, hai người bọn họ đã đi xem thư tình. Tắt điện thoại, cô vùi đầu vào trong cối, rồi nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt khi ở bên anh. Một người tài giỏi, một kẻ tầm thường, chỉ biết ôm máy tính, viết tiểu thuyết. Một người ăn cá rán, một người nhún nhường đối phương. Lúc cô đang cài phim não tàn thì anh lại đang đọc tài liệu, được viết bằng tiếng Anh. Ngay cả giờ giấc sinh hoạt của hai người bọn họ cũng khác hẳn nhau khi anh dậy sớm tập thể dục thì cũng là lúc cô vừa mới chợp mắt sau khi viết xong tiểu thuyết hai người như thế có thể bên nhau đã là kỳ tích rồi về sau giữa hai người bọn họ xuất hiện rất nhiều cuộc cãi vã vô cớ và diễn ra rất thường xuyên nói là cãi vã nhưng thú thật là không có lần nào hai đứa gây gắt với nhau hoác kim thành quá lý trí còn cô thì lại quá kiềm chế vậy nên về sau phần lớn thời gian đều là chiến tranh lạnh lần cuối cùng hoa kim thành chặn cô sau đó mất liên lạc hai tháng lúc gặp lại nhau anh quay lại quậy lanh tanh bành cuộc xem mắt của mẹ giang sắp xếp ngày hôm đó hai người bọn họ vẫn chia tay trong không vui sau cùng hoa kim thành đi tu nghiệp xa cô cũng bận rộn với sách mới hai người bọn họ cứ như thế kết thúc một tuần sau giang khe lê mê đi từ trong phòng ra trông mẹ giang có vẻ như đang rất vui trên bàn bếp bày một đống thức ăn Cô hỏi, hôm nay là ngày tốt gì ạ? Bà nói, ngày tốt mẹ xin bồ tát đấy. Bà còn dục cô, mau đi thay quần áo đi, trang điểm lại đi, lát nữa tiểu hoác tới nhà mình ăn cơm đấy. Giang Khê ngơ ngác gật đầu. Ồ, đi được nửa đường, cô quay đầu lại hỏi, ai ạ? Mẹ Giang nói, tiểu hoác đấy. Giang Khê lại bình tĩnh gật đầu. Ồ, con có chút việc gấp, con ra ngoài trước đây, chạy mau. Nhanh chóng thay quần áo, cô lén lút mở cửa phòng khách, chuẩn bị đánh bài chuồn gương mặt đẹp trai cùng với nụ cười của hoa kim thành đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt làm cô sợ hết hồn em định đi đâu đấy giang khê kéo khẩu trang và cười nói muốn ăn cá rán nên tính đi mua thôi anh giơ túi đồ trong tay mình lên thêm hành thêm rau thơm và cả thêm cay nữa giang khê lại nói đi đón xoài nhỏ xoài nhỏ chạy từ trong phòng ra rồi nhào về phía hoa kim thành bố 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 ơi Hoắc Kim Thành mỉm cười đầy cô. Vào nhà thôi. Lấy mạng tôi luôn đi. Phiền chết mắt. Đã có lần đầu thì về sau số lần Hoắc Kim Thành mặt dày chạy đến nhà cô ăn trực cũng tăng dần lên. Thời gian anh xuất hiện bên cạnh cô cũng ngày một nhiều. Hai người bọn họ vẫn giống như ngày trước. Thỉnh thoảng ăn cơm xong sẽ ra ngoài tàn bộ, hóng gió đêm. Nhưng toàn là do mẹ Giang bắt ép kiểu như là không đi một tiếng thì không được về nhà. Xoài nhỏ rất bám Hoắc Kim Thành nên việc gọi video cũng trở thành thói quen. Khi còn bé toe toét để lộ ra chiếc răng nhỏ rồi gọi Hoắc Kim Thành một tiếng bố, hồn cô như bay trên mây. Giang Khê và Hoắc Kim Thành hiểu rõ nhưng vẫn vờ như không biết, không ai nhắc đến chuyện trước đây, thỉnh thoảng hai người bọn họ cũng nhắc đến quá khứ nhưng lại không liên quan đến chuyện tình cảm. Mối quan hệ này được cô gọi là gian gian díu díu mập mờ, suy cho cùng thì cô cũng không biết Hoắc Kim Thành đang nghĩ gì. Một tối nào đó cô có hỏi đùa Hoắc Kim Thành liệu có phải là do cô phá hỏng buổi xem mắt của anh nên anh mới cố tình tới trả thù cô không? Anh không phủ nhận nhưng cũng không nói thêm nở lời. Sau hôm ấy, Hoắc Kim Thành cũng không đến nhà cô nữa. Ngày 11 tháng 4 là sinh nhật Giang, bán năm lần bảy lượt giúp cô gọi điện cho Hoắc Kim Thành. Cuối cùng, cũng đến lần thứ sáu, Giang Khê cũng không chịu nổi nữa mà cầm máy gọi điện cho anh. Có người bắt máy, là giọng nữ rất dịu dàng, giọng nói này rất có tính nhận diện cô biết đó là ai là đối tượng xem mắt của Hoác Kim Thành ngày xò nhỏ lỡ tay gọi nhầm điện thoại cho anh kia hỏi cô ai vậy Giang Khê ngẩn người sau đó cười nói là bà cô hàng xóm của anh đấy cô ấy lại hỏi cô có chuyện gì không Giang Khê lắc đầu không cúp máy mẹ Giang hỏi cô thế Tiểu Hoắc đâu không đến ạ à? Giang Khê nói thích đến thì đến ngày hôm đó cô đón sinh nhật rất vui vẻ mẹ giang làm rất nhiều món ăn ngay cả người anh trai quanh năm suốt tháng không ở nhà của cô cũng trở về anh ấy nhìn hành động xoài nhỏ thì không vui lắm giang khê trêu anh trai anh còn không về nhà chăm con nữa thì con bé sẽ gọi người khác là bố đấy nói xong không hiểu tại sao cô lại thấy trong lòng trống rỗng buổi tối cô vẫn đi hóng gió đêm như thường ngày đi qua chỗ rẽ thì bỗng nhiên có người nắm lấy cổ tay cô ngẩng đầu lên cô trông thấy hoắc kim thành đã một tuần không gặp anh cầm điếu thuốc trong tay đống lửa đau đỏ em gọi điện cho anh à giang khê gật đầu lỡ tay thôi nói xong cô định rời đi nhưng anh lại không chịu buông tay giang khê bình thản nói buông tay ra hoắc kim thành hút một hơi dài giọng anh khàn khàn giống như cười khổ anh nói giang khê vẫn là em ngày xoài nhỏ gọi nhầm điện thoại đáng yêu hơn sau đó anh nói như thể đang giải thích anh với mẹ đến nhà Trần Diệp làm khách, bà tự ý nghe điện thoại của anh, khi đó anh không biết. Giang Khê hỏi vặn lại, liên quan gì đến tôi? Hoắc Kim Thành im lặng một lúc rồi rụi tắt điếu thuốc. Giang Khê, sinh nhật vui vẻ nhé. Im lặng hồi lâu, Hoắc Kim Thành nói tiếp. Giang Khê ngẩng đầu lên nhìn anh, tôi thật sự không hiểu nổi anh đấy, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Một năm rưỡi trước, anh chiến tranh lạnh với tôi, bây giờ lại chạy tới đây tiếp cận tôi, anh có ý gì, định đùa tôi phải không? Bốn mắt nhìn nhau, Hoa Kim Thành mấp máy môi, nhưng cuối cùng anh vẫn không lên tiếng. Phản ứng này rất thú vị, Giang Khê bật cười, nhưng hốc mắt lại nóng bừng lên. Tôi cứ nghĩ anh rất yêu tôi, muốn nối lại tình cũ với tôi. Nếu như không phải, thì hãy dẹp đi trước khi lún sâu, nhạt nhẽo lắm đấy. Nói xong, cô dứt khoát quay người rời đi. Hai năm trước chơi trò chiến tranh lạnh, nay lại định chơi trò dây dưa không dứt với cô sao? Cóc ba chân mới khó tìm, chứ đàn ông hai chân ở ngoài đường thiếu gì. Hoắc Kim Thành chẳng qua cũng chỉ đẹp trai cao giáo, kiếm được nhiều tiền hơn người ta mà thôi. Đi được vài bước, giọng nói của Hoắc Kim Thành từ đằng sau vọng tới. Giang Khê! Anh gọi cô lại, giọng điệu nặng nề, khiến người ta dao động. Rõ ràng là em không yêu anh, rõ ràng em mới là người không yêu anh. Về đến nhà, cô nhanh chóng lướt lại lịch sử trò chuyện trên điện thoại sau một loạt dấu chấm than đỏ ngón tay cô dừng lại ở mấy câu cuối cùng hoa kim thành nói với cô vào một năm rưỡi trước đó là hai ngày sau khi hai người bọn họ chiến tranh lạnh chúng ta chia tay đi trong mắt em chỉ có tiểu thuyết kịch bản nhân vật và tình tiết thôi lên trai em đang viết tiểu thuyết sinh nhật tôi em đang viết tiểu thuyết ngày kỷ niệm yêu nhau em cũng đang viết tiểu thuyết tôi luôn đứng sau tiểu thuyết của em mà giang khê sau cùng người em yêu là tôi hay là tôi có vài phần giống nhân vật trong tiểu thuyết của em? Cô không suy nghĩ, liền nhắn lại. Đang viết tiểu thuyết, lát nữa rồi nói. Giờ xem lại, thậm chí còn hơi buồn cười nữa. Ra khi nhớ lại, trong suốt hai năm hẹn hò với Hoắc Kim Thành, nguồn cơn của mọi lần cãi vã, luôn là cô cảm thấy anh không đủ hiểu mình, còn anh lại cảm thấy cô không đủ yêu anh. Những ngày ở bên Hoắc Kim Thành, cô thật sự rất vui, nhưng trung quy, cô vẫn cảm thấy thứ được gọi là tình yêu này có tiếng nhưng không có miếng, cô không có thói quen sợ dẫm cũng không biết cách sợ dẫm, Hoa Kim Thành lại quá xuất sắc, đôi lúc cô nghĩ thầm trong lòng hai người bọn họ sẽ không có tương lai, đúng là trong lòng cô anh luôn xếp ở vị trí cuối cùng, về sau nó lại biến thành một vòng tuần hoàn, lý trí như hai người bọn họ cũng không tài nào thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Nhịp tính ban đầu dần dần cạn kiệt, mạch suy nghĩ bị cắt ngang, là mẹ mở cửa đi vào. Thấy cô ngồi ngây người ra đó, mẹ hỏi Thế cãi nhau với hoa Kim Thành à? Giang Khê lắc đầu Không ạ, à, muộn rồi, mẹ ngủ đi ạ à? Mẹ Giang ngập ngừng Tiểu Hoác, hiếm khi cô thấy bà nghiêm túc như thế Sao vậy ạ? À? Thở dài một tiếng, mẹ cô ngồi xuống bên cạnh cô Cơ thể cô cứng đờ Cô không nhớ nổi đã bao lâu Không tâm sự một cách nghiêm túc Ở khoảng cách như thế này rồi Có lẽ là hoa Kim Thành đã nhìn thấy Dây khám giải thay của con trên giá sách Chắc là thằng bé giận con, năm đó không nói cho nó biết. Vậy nên một tuần nay mới không đến đây đấy. Hai tháng sau khi chia tay với Hoắc Kim Thành, cô phát hiện ra mình mang thai ngoài tử cung, lại không liên lạc được với anh, giận anh, nên cô đã tự mình đi xử lý. Mãi lâu sau, ngón tay cứng đờ của Giang Khe mới động đậy. Mẹ biết chuyện ngày trước, con và anh ấy từng hẹn hò sao? Mẹ Giang gật đầu. Lần đầu tiên mẹ gặp Tiểu Hoắc là lúc nó đang do dự đứng dưới nhà mình, nó nói muốn làm lành với con đấy Hỏi mẹ có thể giúp nó không Dường như không nghe thấy Cô hỏi lại lần nữa Gì cô ạ à? Mẹ Giang gật đầu Nó nói là nó muốn làm lành với con Đầu óc cô trống rỗng Tiểu khê à Mẹ có thể nhìn ra là thằng bé ấy rất quan tâm đến con đấy Sự hai đứa nhất định là có hiểu lầm gì đó rồi Mẹ Giang thở dài Giọng nói nghẹn ngào <laughs> Mẹ biết từ nhỏ Con theo mẹ đến cái nhà này vì muốn làm một bà mẹ kế tốt Nên phần lớn tình thương Mẹ đều dành hết cho anh trai con Con lại nhạy cảm Giang Khê ngoảnh mặt đi Sống mũi cay cay Sao tự dưng mẹ lại nhắc đến mấy chuyện này vậy à Sau khi dẫn cô đến đây Mẹ sợ mình là mẹ kế không tốt Cái gì cũng anh trai Nên không tránh khỏi việc Có nhiều khi lơ là cô Hồi nhỏ cô rất trách mẹ Nhưng giờ lại không trách được nữa Bà thở dài liên tục <laughs> Tiểu okay à, cái gọi là tình yêu ấy, đầu tiên là phải bỏ đi cái tôi của mình, nhân nhượng cảm thông cho nhau, rồi lại bắt đầu tạo nên một mình hoàn chỉnh mới. Sợ cô không hiểu, mẹ Giang lại giải thích. Con nên học cách dựa dẫm, chứ không phải là luôn đặt nó sau tất cả mọi chuyện. Tình yêu không phải là thứ gì đáng sợ, là lỗi của mẹ, khiến con không biết cách yêu thương người khác, cũng như không biết cách đón nhận tình yêu một cách thản nhiên. Giang Khê sụt sịt rồi lấy tay lau đi nước mắt. Mẹ đang làm thuyết khách cho anh ấy ạ. À? Mẹ Giang cũng lau nước mắt. Trong cuộc tình này, tất nhiên Hoa Kim Thành cũng có cái sai của mình. Nhưng mẹ không chỉ mong con và thằng bé có thể làm lành. Mẹ chỉ mong con được hạnh phúc. Con yêu ai, bên ai cũng được mà. Giang Khê nói bằng giọng mũi đặc sệt. Thôi mẹ đừng có nói nữa, xến qua đi mất. Bỗng dưng, mẹ ôm chầm lấy cô. Sững người mất một lát, cuối cùng nước mắt của cô cũng rơi trên áo mẹ. Tới hôm ấy cô tràn trọc suốt một đêm đã nghĩ rất nhiều chuyện toàn là những điểm tốt của hoác kim thành nghĩ tới chuyện anh là một người tài giỏi đọc hiểu những tờ báo cô không hiểu nhưng anh luôn là người chiếm vị trí đứng đầu trong phần bình luận chuyện của cô anh không ăn gà rán nhưng lại hiểu rất rõ khẩu vị của cô thỉnh thoảng lúc đọc tài liệu tiếng anh anh cũng sẽ hỏi cô về tình tiết phim dưới nắng sớm lúc cô còn đang say giấc trước khi rời giường Hoắc Kim Thành sẽ luôn luôn hôn lên trán của cô. Dưới bầu trời đầy sao này, bỗng dưng cô hiểu ra là cô không hiểu được thế nào là yêu. Cô viết chuyện tình cảm nhưng lại không quá tin vào tình yêu. Cô đã quá keo kiệt với cảm giác an toàn và tình yêu của mình. Đúng là khi ở bên cô, Hoắc Kim Thành đã phải chịu rất nhiều ấm ức. Nhưng nghĩ tới chuyện anh chiến tranh lạnh với cô 2 tháng, còn phá hỏng cuộc xe mắt của cô, cô lại thấy tức tối. Buổi tối hai hôm sau, Giang Khê mở tin nhắn ra xem, sau đó do dự, chi bằng cứ hỏi thẳng anh hay là nói ra cảm xúc của mình trước nhỉ? Đang lúc suy nghĩ thì điện thoại bất chợt rung lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Màn hình hiển thị hai dấu hỏi chấm, Hoắc Kim Thành gửi tới. Giang Khê ngồi bật dậy, sau khi mở khóa điện thoại, trên tin nhắn của cô cô và Hoắc Kim Thành xuất hiện một hình trái tim cực lớn, là do cô gửi, tay cô run run bổ sung thêm một câu Em nói mình lỡ tay, anh có tin không?" Hoa Kim Thành nói, "Em đang thăm dò anh sao? Em xin thề, tuyệt đối không phải là lỡ tay trộm trái tim của anh rồi lỡ tay gửi nhầm thôi." Hoa Kim Thành nói, "Lạt mềm buộc chặt à? Nói sao thì anh mới tin đây." Hoa Kim Thành nói tiếp, "Nói sao thì anh cũng không tin. Trái tim, trái tim, trái tim, trái tim. Trái tim, trái tim, trái tim, trái tim. Hôn, 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 hôn." hoắc kim thành nói thôi dừng lại đi anh tin rồi anh lại nói thêm một câu không phải lỡ tay mới là chuyện lạ đấy lại một lần nữa hai người bọn họ chìm trong yên lặng con tim cô nhoi nhói cô bỏ điện thoại xuống lúc điện thoại lại rung lên cô thấy hoắc kim thành đã thu hồi một tin nhắn tin nhắn gì em không thể đọc mà anh lại phải thu hồi hoắc kim thành nói đúng là không thể đọc không muốn em đọc được đấy ồ anh nói em không có gì muốn nói với anh thật sao hai phút trôi qua cô cứ nhìn tin nhắn này tay vẫn lơ lửng giữa không trung không biết đặt ở đâu nói gì đi chứ bà cô của tôi tay giang khê vẫn đang run lên hoắc kim thành nói tiếp xuống dưới nhà đi giang khê nhổm dậy khỏi giường muộn thế này rồi mà anh vẫn còn đứng ở dưới nhà ư hoắc kim thành nói hai phút nữa là anh đến cô quên mất anh đã chuyển đến sống ở đây rồi đang mặc áo thì cô lại nhận được một tin nhắn khác từ anh. Đành chịu thôi, ai bảo một mình cái hình trái tim của em cũng khiến con tim anh xuyến sao đến thế. Lúc cô mặc xong quần áo chạy xuống tầng thì tay vẫn còn đang run, trông thấy Hoắc Kim Thành tay còn run kê hơn. Anh đang hút thuốc, khoác áo cho cô xong anh nói Trời lạnh thế này, sao em mặc phong phanh thế? Anh mặc đi, tay đang run kê kìa. Giang Khê nói Hoắc Kim Thành nhìn rồi xoa tay cho cô tay em cũng đang run đấy lên xe đi trong đó ấm hơn mà giang khê theo hoắc kim thành lên xe điện thoại thông báo kết nối bluetooth cả cô và hoắc kim thành đều giữ người vì để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này cô lướt điện thoại em bật nhạc nhá hoắc kim thành gật đầu giang khê bật bài natalie ngày trước vẫn hay bật một giây sau cô và hoắc kim thành bốn mắt nhìn nhau anh cúi đầu xuống hôn cô cô nhắm nghiền mắt sau khi kết thúc nụ hôn, hoắc kim thành vùi đầu lên mái tóc của cô, anh nghẹn ngào nói bên tai cô: giang khê, anh không buông được em. em có muốn làm lành với anh không? giang khê dừng dừng. em có điểm gì tốt chứ? anh im lặng một lúc rồi nói: không nói ra được, nhưng cảm thấy chỗ nào cũng tốt. giang khê lau nước mắt, lại hỏi anh: anh muốn làm lành với em, làm lành thế nào? hoắc kim thành ngừng lại một chút rồi hỏi dò. Ăn gà rán với em nhé. Cạn lời, anh vẫn thông minh như thế. Giang Khê lại nói. Có một số vấn đề chúng ta vẫn chưa giải quyết xong mà. Nói xong, bỗng dưng Hoắc Kim Thành nghiêm túc hẳn. Anh cũng cảm thấy cần phải giải quyết một số vấn đề. Anh cướp lời. Em mang thai ngoài tử cung. Tại sao khi ấy lại không chịu tới tìm anh? Giang Khê ngồi thẳng lưng, không chịu yếu thế và nói. Chẳng phải anh chặn em trước sao? Hoa Kim Thành tránh ánh mắt cô. Khi ấy anh rất giận, muốn chặn em, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không chặn nữa, nhưng mà lỡ tay... Anh nói thêm, ba hôm sau anh mới phát hiện ra, bỏ chặn rồi, nhưng em vẫn không nhắn tin cho anh mà. Hơi khô miệng, cô sơ tay sờ tìm chai nước bên cạnh. Nhưng khi em tới phòng thí nghiệm tìm anh, anh có chịu gặp em đâu. Hoa Kim Thành vừa mở nắp chai nước cho cô, vừa cho mày. Em đến tìm anh khi nào? Em báo với lệ tân chỗ anh cũng đến đó rất nhiều lần nhưng cô ấy luôn nói anh từ chối gặp em em còn đứng trước cửa phòng thí nghiệm đợi anh nhưng vẫn không gặp được đó hoa kim thành suy tư là lệ tân nào sau một tuần cãi nhau với em anh đã được điều đến thành phố a làm nghiên cứu suốt hai tháng mới về giang khê tức giận vậy là em bị cô ấy lừa ư giang khê lấy điện thoại ra rồi chỉ cho hoa kim thành xem anh xem đến giờ này em vẫn còn số điện thoại của cô ấy đây này khi đó, ngày nào em cũng hỏi cô ấy tin tức liên quan đến anh đấy. Hoa Kim Thành tái mét mặt mày nhìn cô, ánh mắt không dám tin. Em hỏi cô ấy ư? Giang Khê gật đầu. Cô ấy làm sao? Sao người ta có thể nói cho em biết tin tức liên quan đến anh được? Người ta từng theo đuổi anh. Hồi trước, có một lần chạm mặt chúng ta. Lúc anh từ chối cô ấy, em cũng đang ở bên cạnh anh mà. Em quên rồi sao? Giang Khê hơi trột dạ, không nhớ rõ lắm. Cô lầm bẩm Hình như đúng là có chuyện này thật hoa kim thành bẹo má cô khi đó em đang nghĩ gì vậy khi đó em nghĩ nhớ lại chi tiết này rồi viết vào chuyện hoa kim thành tức quá hóa cười anh nói <cười> giang khê hay là em sống cùng chuyện của em luôn đi giang khê tự biết mình đối lý ôm lấy cổ anh làm nũng rồi nói em vẫn muốn ở bên anh hơn cơ thể hoa kim thành dưới tay cô cứng đờ anh chậm rãi quay đầu lại hốc mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Em nghĩ kỹ chưa, cãi nhau không được chia tay, phải dựa dẫm, yêu anh. Em muốn bên anh thật sao? Cô gật đầu rồi ôm chặt lấy anh. Em nghĩ kỹ rồi mà. Tình yêu ngoài đời thực không nằm trên chiếc giường rộng 500 mét vuông của tổng tài bá đạo. Hai người bọn họ phải biết buông bỏ cái tôi của mình rồi mới trưởng thành được. Cả cô và Hoắc Kim Thành đều có khuyết điểm. Trong mối quan hệ thân mật gần gũi này, Hai người bọn họ cũng chỉ là một tấm chiếu mới, ai cũng có phần quá đáng, không ai vô tội cả." Bỗng dưng cô nghĩ, thật ra trong những ngày không có Hoắc Kim Thành, cô vẫn sống rất tốt, chỉ là thường xuyên cảm thấy trống vắng. Có người nói, người yêu chính là linh hồn bị thiếu hụt, lúc này đây, cô rất tán thành với ý kiến đó, nhưng điều hạnh phúc chính là anh vẫn ở đây, cô cũng thế và tình yêu của hai người bọn họ cũng thế. Từ giờ, trong cuộc sống sâu bồ này, câu chuyện tình yêu hai người bọn họ viết nên sẽ kéo dài mãi mãi. Ngoại truyện Bầu trời trong xanh ngày hôm nay 21 tuổi, cô tốt nghiệp đại học rồi dành hết thời gian ở nhà viết chuyện. Không biết lấy đâu ra dũng cảm mà cô dám ở nhà. rảnh rỗi, không có chuyện gì làm, cô lại thích lướt mạng xã hội ngắm trai đẹp. Khi ấy trên mạng xã hội có một tin tức mới lướt tới lướt lui, cô lại đọc được một bài về khoa học công nghệ. Khen thưởng thanh niên tuổi trẻ tài cao, đang lúc học thạc sĩ mà vẫn còn có được nghiên cứu khoa học kỹ thuật đáng ngưỡng mộ. Ấn vào bức ảnh trên mạng xã hội, đầu ngón tay cô bắt đầu nóng lên. Giang Kê cứ tưởng là một anh chàng kỹ sư khô khan, kết quả lại là một anh chàng vô cùng đẹp trai. Thế là cô bình luận, chồng ơi, nhân 10 nhá. Bình luận xong, cô mới bắt đầu lên. Kết quả tức muốn chết Như quả dưa chuột muối chua vậy Vin vào việc gia đình anh đều thuộc dạng có tiếng trong giới học thuật Còn nói giải thưởng này của anh là hữu danh vô thực Là do có người nhà tác động Nói anh mưu mô Chỉ biết ăn trộm thành quả nghiên cứu của người khác Không có lấy một bằng chứng cụ thể Toàn là ăn không nói có Cô nhủ thầm Sau cái giới học thuật này Lại loạn cao cao như thế khi ấy, giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha, cô đã viết một bài văn nghìn chữ để lên án những kẻ gato đó. Về sau, nổi rồi. Không phải là bài văn nghìn chữ của cô nổi, mà là sau khi đọc được bài văn nghìn chữ của cô, họ còn đọc được cả bình luận chồng ơi nhân mười của cô nữa. Sau đó, các chị em bình luận xuống bên dưới. Đẩy tốt đi, thật là mất mặt. Sau đó, tin tức này nổi lên như diều gặp gió. Đến khi cô mở mạng xã hội ra thì đã có thấy mấy nghìn lượt like rồi. Đúng là mất mặt chết mất. Giang Khê nhanh chóng xóa bình luận chống ơi nhân mới kia đi. Sau đó còn không quên ngắm ảnh anh đẹp trai kia thêm lần nữa. Nhìn thêm lần nữa cũng có sao nhưng mà anh đúng chuẩn cu của cô. Cô còn mặt dày lưu lại bức ảnh đó nữa. Thoát khỏi mạng xã hội buổi tối đọc được bình luận chê dưới chuyện của mình cô chìm trong yên lặng. Cái này cũng đọc được sao? phí tiền nạp vip, tác giả có vấn đề về đầu óc à? Gì vậy trời, xỉ nhục mắt tôi rồi. Cạn lời, tác giả này chắc chỉ mới 3 tuổi thôi, không thể hơn được nữa. Ngón tay cô lướt lướt trên màn hình, có một giọng nói đang khuyên nhủ cô hay là thôi bỏ đi. Nghĩ đến đây cô chán nản thoát ra, rồi thức đêm và sửa lại. Sáng hôm sau đọc lại, đập vào mắt cô là một bình luận được viết rất dài. Giang Khê kiên nhẫn đọc hết anh phân tích cốt truyện mâu thuẫn trong nhân vật chuyển đời cảm xúc và cả một cái bảng đúng vậy là một cái bảng sau đó anh kết bài bằng một câu tuy vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng tương lai vẫn còn đầy hứa hẹn câu nói tương lai vẫn còn đầy hứa hẹn đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô sau đó cô đã nhắn tin riêng với đại ca này tuy trong lòng rất cảm ơn anh nhưng cô vẫn luôn cảm thấy là anh có vấn đề viết bình luận mà y như là viết văn vậy có mở đầu kết thúc rồi còn có cả bảng nữa thường xuyên nói chuyện với nhau cô và anh từ từ cho đến khoa học rồi từ từ khoa học nói tới chuyện có một hôm anh hỏi cô có muốn gặp nhau không khi đó cô vẫn còn đang lưu luyến anh đẹp trai trong bức ảnh được lưu trong điện thoại giang khê trả lời lại thôi làm bạn trên mạng cũng được sau đó anh gửi cho cô một bức ảnh giang khê ngạc nhiên làm rơi điện thoại nhưng em thấy gặp nhau vẫn tốt hơn mà. Lúc này đây, khi đang nằm trong lòng Hoắc Kim Thành, nhớ lại những chuyện đã qua, cô vẫn cảm thấy kỳ lạ. Giang Khê xấu hổ bật cười, Hoắc Kim Thành bẹo cô, em cục trước nhan sắc của anh đấy. Cũng không hẳn, Giang Khê nói, em đổi trước tài năng của anh. Anh lại nói, có phải em vẫn chưa biết người viết comment ác ý dưới bài đăng về tin tức ngày ấy của anh, lại là đối tượng sai mắt của em. Giang Khê bò dậy, gì cơ? anh lại nói bọn anh làm chung phòng thí nghiệm đấy bỗng dưng cô hiểu ra anh nhìn cô như một kẻ ngốc sao anh có thể tệ đến mức chia tay rồi còn nói xấu bạn gái cũ chứ thấy anh cuống lên cô cười trêu anh <cười> chưa chắc đâu nhá hoắc kim thành cười khẩy ngồi dậy để anh cho em thấy thế nào mới là tệ hơn này giang khê vờ như không hiểu cái gì cơ anh nói em hiểu mà đừng có mà giả vờ nữa em đang quyến rũ anh đúng không Giang Khê xấu hổ hét lớn. Ôi trời đất ơi, anh biết tán tình kê, em phải viết đoạn này vào tiểu thuyết mới được. Hoa Kim Thành bị cô chọc tức quá hóa cười, anh áp sát rồi nói, để xem đoạn sau em sẽ viết thế nào nhé. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hấp dẫn ngày hôm nay đến đây là kết thúc lan trí rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like chia sẻ video bình luận cảm nghĩ cũng như nhấn vào đăng ký kênh youtube top chuyện hay để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới kính chúc quý vị thân nhiều niềm vui sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bộ chuyện mới tiếp theo